Buông bỏ chất trước, mới thoát khỏi luân hồi. Thời gian, ngày 28 tháng giêng năm 2004. Địa điểm, Đông Kinh, Nhật Bản. Người giảng, Pháp Sư, Tình Không. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị Đồng Tu. Chúc các vị năm mới an lạc a di đà phật năm nay cũng là một năm rất hy hữu khó được tôi nhận lời mời đến cang sơn nhật bản tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc triệu tập hội nghị 10 năm giáo dục liên tục ngay đêm giao thừa đã đến Nhật Bản cho nên năm nay ăn Tết truyền thống của chúng ta ở Nhật Bản tham dự hội nghị lần này xem thấy một số người hảo tâm phía những bạn họ rất là nhiệt tâm đối với hòa bình luôn là tận tâm tận lực hy vọng xã hội làm thế nào có thể được an định thế giới có thể được hòa bình người tham dự hội nghị lần này tuy là không nhiều thế nhưng đến từ rất nhiều quốc gia khu vực khác những người này Hiện tại có thể nói Đều là người tốt Thảo luận rất nhiều Thế nhưng Làm thế nào để thực tiễn Đó là một vấn đề Tháng 7 năm ngoái Tôi tham dự Hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Bangkok cảm xúc của tôi rất sâu sắc tần suất đồng loạn của thế giới mỗi năm mỗi cao hơn sự tai hại mỗi năm mỗi nghiêm trọng hơn làm thế nào thực tiễn đi chỉ là chuyển đổi một ý niệm nếu như họ không chuyển được thì mãi mãi không thể thực hiện cho nên vấn đề này vô cùng khó khăn Ai có thể buông bỏ Tự tư tự lợi Cội gốc của động loạn là Do tự tư tự lợi mà ra Không thể buông bỏ Tự tư tự lợi thì không thể mỗi niệm vì xã hội, vì tất cả chúng sanh mà tạo phước. Hội nghị đây. sẽ không cách gì thực hiện không những là những nhân sĩ thông thường trong xã hội bao gồm tất cả các tôn giáo trên thế giới cũng đều như vậy tôn giáo bị suy yếu rồi việc này mọi người đều thấy rõ không chỉ Phật giáo suy yếu, đạo giáo cũng suy. ở Trung Quốc, nho giáo cũng suy luôn. Lệ tỉ mỹ quan sát toàn thế giới, không một tôn giáo nào là ngoại lệ. Hình thức của tôn giáo thì vẫn còn lưu giữ, thực chất của tôn giáo thì không còn thấy nữa ở Đài Loan các vị đều đã biết mỗi một đạo tràng của Phật giáo mỗi một chùa chiền đều không đoàn kết một nhà duy nhau cũng không đoàn kết thậm chí đến ở chung trong một từ viện chúng ở nhiều rồi thì chia bè chia phái người xưa trung quốc thường nói gia hòa dạng sự hưng hai người ở chung một chùa mà cũng gây lộn cũng bất hòa thì làm sao phật pháp có thể hưng thịnh được phật giáo đã như vậy các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ cho nên gọi là loạn thế thế giới đại loạn từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra nguyên nhân gì tạo ra vậy do giáo dục tạo thành cũng chính là chúng ta đã xem thường giáo dục. Không những là một đời này của chúng ta, đời trước của chúng ta, một đời trước chúng ta nữa, chỉ ít có thể truy ngược về ba, bốn đời trước. Đã xem thường giáo dục. các tổ tiên trung quốc đối với việc này biết được rất rõ ràng rất thấu triệt cổ thánh tiên hiền trung quốc giáo dục người sau từ trên lịch sử mà nói, chỉ ít có thể truy ngược về Năm 000 năm trước. Có văn tự ghi chép. Nghiêu thuấn vũ thư. Việc này có văn tự ghi chép. Nghiêu thuấn cách chúng ta ngày nay năm trăm năm. Người xưa Trung Quốc không ai không xem trọng giáo dục khi chào nhà hán lập quốc chính sách của quốc gia có tám chữ dựng nước an dân giáo dục làm đầu Cho nên Trung Quốc dùng cái gì để trị quốc? Dùng giáo dục. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Hoàn toàn dùng giáo dục. Do đó, có hơn 2.000 năm thống nhất, không hề phân chia. Việc này gây đến người ngoại quốc cũng khen ngợi. hôm nay chúng ta ở đất nước nhật bản này xem ghi chép buổi nói chuyện của tiến sĩ than ân tỷ của nước anh cùng với đại tác gia của nhật bản chúng ta ở đài loan xem được bản dịch của trung Giang. than ân tỷ trước tán tháng Trung Quốc cho rằng chân thật có thể ảnh hưởng đến thế kỷ 21 là Trung Quốc là Trung Quốc lời nói này chúng ta phải ghi nhớ không phải chính trị của Trung Quốc không phải vũ lực của Trung Quốc cũng không phải là kinh tế khoa học kỹ thuật của Trung Quốc được không phải là văn hóa của trung quốc ai có thể làm theo văn hóa của trung quốc ai có thể phát huy văn hóa trung quốc người đó có thể lãnh đạo thế giới tầm nhìn của họ là từ nơi lịch sử mà đưa ra phán đoán này văn hóa trung quốc là gì chính là luân lý đạo đức luân lý là dạy cách quan hệ giữa người và người người hiện tại không hiểu không biết quan hệ giữa người và người gọi là loạn luân luân lý là đạo dân dự luân lý là đức ở vào mấy năm gần đây tôi giảng về đạo đức cái gì là đạo cái gì là đức người thông thường giảng nói đạo đức nói được rất hay chúng ta không dễ gì nghe hiểu tôi nói được rất đơn giản đạo chính là pháp tắc vận hành của đại tự nhiên tùy thuận pháp tắc tự nhiên thì gọi là đức nếu như trái phạm tai nạn liền đến tôi cũng thường nhắc nhở các đồng tu đạo ở chỗ nào đạo chính ở ngay chính bản thân bằng tỉ mỉ mà quan sát cái thân thể này của chúng ta cái thân thể này là tự nhiên sanh thành cha mẹ sanh ra con cái sanh ra đứa trẻ tuyệt nhiên không có cái ý muốn đứa nhỏ phải nên làm như thế nào như thế nào đó muốn đứa bé có ba con mắt muốn đứa bé phải có ba lỗ tai không hề có cái ý như vậy thuận theo tự nhiên đó là pháp tắc của tự nhiên là đạo cho nên là thiên nhiên không hề có cái ý nào trong đó nếu thêm một tí ý gì trong đó thì đạo liền bị phá vỡ thánh nhân dạy bảo chúng ta đạo ở ngay trong nhân luân phát khởi ngay nơi vợ chồng cho nên kết hợp của vợ chồng là hiện tượng của tự nhiên đó là đạo có vợ chồng thì sao mới có cha con có anh em có quân thần có bè bạn đây là đã đem nhân luân nói ra hết rồi không ngoài năm loại lớn này đó là đạo cho nên gốc của đạo ở hiếu thân ở Tôn Sư. Người Trung Quốc nói Đức Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm khiết, nhân ái hòa bình. Trong 12 chữ này, không phải do người nào phát minh, không phải do người nào sáng lập, là đạo lý tự nhiên. Mười hai chữ này là thiên tính của mỗi một người. Không có người nào là không đầy đủ. Tại vì sao đến bây giờ bạn lại quên hết? Bạn đã mê mất tự tánh, nhà Phật thường nói. Đem cái tính đức hoàn mỹ nguyên bộ của chính bạn thấy đều quên mất hết. Tư tưởng hành vi của bạn hoàn toàn trái ngược với tánh đức của bạn thì tai hại liền đến. Chúng ta xem qua xã hội hiện nay. Luân lý đạo đức bạn đem ra mà đối chiếu khởi tâm động niệm lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với tánh đức trái ngược đến 180 độ thế giới này làm sao mà không đồng loạn chứ tai nạn nghiêm trọng nhất như người phương tây đã nói ngày tàn của thế giới chúng ta cũng đã từng xem thấy có rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa của ngoại quốc, của Trung Quốc. Nói ngày tàn thế giới, chính ngay hiện tại. Năm trước, tôi ở Singapore. Singapore có một vị viện trưởng, viện thần học. Ông rất cảm khái mà nói ra một câu. Ông nói, ngày tạng thế giới rõ ràng là năm 1999, năm 2000. Vì sao lại không xảy ra? Kỳ lạ thật. Không sai. Đích thực là ở năm 2000. Năm 2000. Vì sao không xảy ra? Bởi vì tiên đoán năm 2000 người của toàn thế giới đều biết. Năm 99 đến năm 2000, khoảng thời gian này, tín đồ của toàn thế giới ngày ngày đang cầu nguyện. Sự cầu nguyện này đã có hiệu quả. Không phải không có nguyên nhân. Cho nên tai nạn này bị kéo chậm lại, kéo giãn ra, không phải không có. Chậm lại thôi. Nếu như có thể giữ được tâm chân thành, cầu nguyện này, vĩnh viễn không gián đoạn, tai nạn này có thể được hóa giải, sẽ không có. Thế nhưng, trải qua hai năm rồi, Mọi người đều nói đó là mê tín. Làm gì có việc đây? Không phải ta bình an trải qua rồi sao? Thế là tạo tác tội nghiệp càng làm cho tệ hại hơn. Sẽ nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn so với trước nhiều. Vậy thì không còn cách nào. Việc này chúng ta chính mình phải biết. Cho nên có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi. Tôi nói với mọi người, không nên sợ tai nạn. Con người có sanh thì ác có tử. Sanh tử là đạo. Đó là hiện tượng tự nhiên. Trong Kinh Phật nói, chúng sanh hữu tình có sanh lão bệnh tử Chúng sanh vô tình có sanh trụ gì diệt. Ngay đến tinh cầu cũng có thành trụ hoại không. Đó là hiện tượng tự nhiên. Đó là đạo. Phật đã nói rất rõ ràng. Cái hiện tượng này nguyên nhân gì chi phối nó phật nói đó là nghiệp lực à, nghiệp lực của chúng sanh đúng. nguyện lực của phật bồ tát đúng. khiến cho thế giới này sanh diệt không trụ mãi mãi đều ở luân hồi hữu tình thế gian luân hồi bỏ thế gian cũng ở luân hồi tinh cầu thành trụ hoại không cũng là luân hồi không là quỷ diệt chính là ngày tàn thành chính là lại bắt đầu cho nên tinh cầu tinh hệ của vũ trụ cũng là đang luân hồi thời gian của nó dài thò mạng của chúng ta ngắn chúng ta không thấy được thế nhưng hiện tại khoa học dùng rất nhiều máy móc để trắc nghiệm đã hiểu rõ được hiện trạng này đã là đó là hiện tượng tự nhiên thì là bình thường cho nên sanh không có gì đáng để vui mừng tử cũng không có gì phải lo sợ ở trong Phật Pháp dạy bảo chúng ta một việc quan trọng nhất. Một chúng sanh hữu tình đời đời kiếp kiếp đều đang học tập. Cho nên Phạm Phu Thành Phật phải trải qua vô lượng kiếp. Nên gọi là Ba A Tăng Kỳ Kiếp không phải nói với chúng ta. Đó là nói với Pháp Thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát từ phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp thân. Đó là Đại Thừa, Duyên Giáo, Sơ Trụ Bồ Tát. Tính từ ngày họ chứng được Sơ Trụ, đến chứng được quả Phật, cứu cánh, viên mãn, cần phải trải qua ba A thăng kỳ kiếp. Trước khi chưa chứng được viên sơ trụ, thì không tính trước thời gian đó không tính. Nếu như thêm vào trước đó, thì vô lượng kiếp. Vì sao phía trước không tính vậy? Vì trước đó, tiếng thoái liên tục. Tiếng thì ít, thoái thì nhiều. Mức độ thoái chuyện rất lớn. Đến được sơ trụ trở lên. Có thể nói, chỉ có tiếng, không có lùi. Vì sao họ thoái vậy? thoái là dừng lại. Không tiến thì gọi là thoái. Giống như chúng ta đi học vậy. Bị lưu ban. Lưu ban chính là thoái. Cho nên thời gian ba A Tăng kỳ kiếp là xác định. Đời đời kiếp kiếp không ngừng học tập. Học tập tương ưng với tánh đức chính là nâng lên trái với tánh đức thì hướng đến đọa lạc sự việc chính là như vậy nhà nho nói luân thường đạo đức bạn tỉ mỉ mà quan sát xem tôn giáo nào cũng đều nói đều không có ngoại lệ trong luân thường đạo đức quan trọng nhất căn bản của căn bản chính là hiếu thân tu sư bạn xem câu đầu trong tình nghiệp tam phước hiếu dưỡng phù mẫu phụng sự sư trưởng chúng ta phải chăm chỉ mà làm phải nỗ lực mà học tập trong mấy năm gần đây tôi tiếp xúc với rất nhiều người linh đồng không phải tôi đi tìm họ mà là họ đến tìm tôi thì gian vẻ địa ngục biến tướng đồ là do thủ địa đến yêu cầu. Bức dễ này thành công. Hôm qua thầy Giang nói với tôi, ông ở Âu Châu thấy một giấc mộng, mộng thấy Bồ Tát Địa Tạng. Từ Âu Châu trở về, về đến Đài Loan lại mộng thấy hai lần trước sau ba lần lần sau cùng nhất mộng thấy bồ tát địa tạng triệu tập thập điện diêm vương rất nhiều quỷ dương thủ địa địa tạng dường như mở đại hội dường như là mở đại hội chúc mừng gì đó ông gọi điện nói với tôi tôi nói họ làm lễ chúc mừng Bức tranh cảnh địa ngục của ông đã hoàn thành. Thủ địa cũng tiết lộ cho tôi một tin. Nói là kiếp nạn của thế gian này, cái nhân của kiếp nạn này, ông nói ra tám chữ. Bất hiếu cha mẹ, không kính tổ tiên tôi nghĩ lại rất có đạo lý hiện tại cho dù là người trung quốc người ngoại quốc có mấy người hiếu cha mẹ kính tổ tiên chính cái tội này thì đáng phải đọa địa ngục Có một đồng tu đến hỏi tôi Họ hỏi Những lời nói của quỷ thần có nên tin hay không Tôi liền nói với họ Bạn tỉ bỉ mà tư duy Lời của quỷ thần nói là gì Nếu lời của họ nói Đúng lý, đúng pháp Chúng ta có thể nghe Nói mà không đúng như lý, như pháp Thì không nên nghe việc này phải có trí tuệ nếu như bạn không có trí tuệ bạn mê vào lời nói của quỷ thần vậy thì bạn bị họ bẩn cợt thì bạn đã sai rồi họ nói ra hợp tình hợp lý có đạo lý trong việc này không có mê tín con người nếu không hiếu cha mẹ không kính tổ tiên thì bất cứ việc xấu nào họ cũng dám làm một người hiếu cha mẹ kính tổ tiên không những là lời nói việc làm khởi tâm động niệm họ đều nghĩ nếu như việc này ta làm mà không đúng pháp có lỗi với cha mẹ làm tổ tiên xấu hổ thì họ sẽ không dám làm. Hiện tại là gì? Hiện tại không có loại giáo dục này nữa. Tuổi tác của tôi như vậy, ở nơi nông thôn của Trung Quốc, Đại Lục, lúc nhỏ 6-7 tuổi, còn tiếp xúc được những giáo dục của người xưa thời gian tôi tiếp nhận chỉ có khoảng nửa năm vì sao đã biến thành trường học nên không còn nữa đây thật là đem phế bỏ cái căn bản mấy ngàn năm của dân tộc quốc gia cho nên tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi do đó chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ đi tìm chỗ nào để tránh chỗ nào là tốt vậy không cần phải suy nghĩ tai nạn đến rồi nếu muốn chúng ta làm thế nào có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc thời gian rất là bức bách. Cho nên, cái tâm cầu sanh tịnh độ phải khẩn thiết, phải chân thật buông bỏ. Phạm hễ là người niệm Phật không thể giảng sanh, đều là không buông bỏ. Chỉ cần có một gì không thể buông bỏ, thì bạn không thể giảng sanh. Vì vậy, mọi thứ đều phải buông bỏ, thế giới này không có cái gì đáng lưu luyến cả bạn xem người trên thế giới này xem bạn có bằng lòng ở chung với họ không thế giới tây phương cực lạc đều là bậc thượng thiện đến ở một nơi thượng thiện chú giải của tổ sư đại đức rất hay Thượng thiện là chỉ người nào vậy? Là chỉ đẳng giác Bồ Tát. Gọi là thượng thiện. Vì sao chúng ta không cùng ở chung với Phật Bồ Tát? Đối với chính mình tu học thành tựu gì thì, thì rất nhanh. Cho nên thế gian này Không luận là thuận cảnh Thiện duyên Ác cảnh Nghịch duyên Thấy đều không để ở trong lòng Chúng ta một lòng một dạ Cầu sanh tịnh độ Dựng cái tâm Thuần thiện Thuần tịnh của chính mình Vậy thì đúng Thuần tình, thuần thiện Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không ai là không giảng sanh Xưa nay tổ sư đã nói Pháp môn này Dạng người tu, và người giảng sanh Thiên chốt Chính là Phải chân thật buông bỏ Tất cả đều buông bỏ hết với tất cả người sự việc sự vật không nên có sự đối lập không nên có sự tranh chấp nữa chỉ cần bạn có đối lập với tất cả người sự việc sự vật còn có mâu thuẫn chính là chướng ngại chính mình giảng sanh chính là lại đem chính mình kéo vào ba đường ác người khác sẽ không bị hại bị hại là ở chính mình đạo lý này phải nên hiểu chân tướng sự thật phải rõ ràng phải thông suốt Giáo học của Phật Pháp chính là dạy chúng ta giác ngộ. Giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thánh Nhân, thậm chí đến giáo dục của tất cả Thần Thánh, Tôn Giáo, Thế gian đều khẳng định tánh người dũng thiện người trung quốc chúng ta và các bạn nhỏ câu thứ nhất trong tam tự kinh nhân chi sơ tánh bổn thiện đó là bổn tánh của bạn bổn tánh của tất cả chúng sanh thì đều là lương thiện đều là chí thiện phật bồ tát nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có phật tánh do đó phật bồ tát thì tất cả chúng sanh đều là phật bồ tát không phải nói phật dị lai phật dị lai là nói cho chúng ta nghe trong hoa nghiêm viên giác phật đã nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật không phải nói gì lai vốn dĩ thành phật lời nói này là thật một tí cũng không giả chúng ta ở trong kinh lăng nghiêm đặc biệt là xem thấy chú giải của đại sư giao Quang, trong chánh mạch sớ nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có phật tánh phật tánh chính là phật Phật tánh ở đâu vậy? Cái gọi là lục căng môn đầu, phóng quang động địa. Thân thể có sanh diệt. Tự tánh không sanh công diệt. Thân thể có hình tướng. Tự tánh không có hình tướng nó không phải giận chất tự tánh ở đâu vậy khắp hư không cùng pháp giới đó là chân thật chính mình bản năng của tự tánh có kiến văn giác tri kiến văn giác tri là bản năng đầy đủ vô lượng vô biên thiện đức cho nên đức cùng năng đều là tự tánh vốn dĩ đầy đủ không phải từ bên ngoài đến chỉ là hiện tại chúng ta mê mất đi tự tánh Bản năng đều đang khởi tác dụng cứ tác dụng mà không biết Đã dùng sai Dùng sai rồi Làm cho dạng đức dạng năng Của chính mình Biến thành Vô lượng vô biên phiền não Biến thành Vô lượng vô biên nghiệp chướng sự việc chính là như vậy cho nên giáo học của phật không gì khác làm cho chúng ta hồi phục lại tự tánh mà thôi việc để chúng ta chân thật phải hiểu là phật nói với chúng ta chúng ta mở to mắt ra mà nhìn cái niệm đầu nhìn thấy cái niệm đầu này là tự tánh gọi kiến tánh kiến tánh thấy là pháp tánh thế nhưng thế nào vậy cái niệm thứ hai thì biến đổi rồi cái niệm thứ hai thì đem kiến tánh biến thành nhãn thức đem sắc tánh bên ngoài biến thành sắc trần cho nên cái niệm thứ nhất là duy tâm sở hiện. Cái niệm thứ hai là duy thức sở biến. Cự ly của giữa niệm thứ nhất và niệm thứ hai. Chúng ta không cách gì tính được. Đích thực là một giây trong dạng ức lần. Tốc độ quá nhanh. Vì vậy, Chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài không giống như chúng ta. Các ngài chính là giữ được niệm thứ nhất này. Dinh diễn là niệm đầu tiên, không hề rơi vào niệm thứ hai. Đó chính là Pháp Thân Bồ Tát. Đó chính là Chư Phật Như Lai. Rơi vào trong niệm thứ hai, chính là Phạm Phu. Liền biến thành mười Pháp Giới, chúng ta không thể không biết được đạo lý này, không thể không biết chân tướng sự thật này, sau đó mới khẳng định tất cả chúng sanh vốn chỉ thành phật. Hiện tại thế nào vậy? Từ cái nhìn của phật, hiện tại là phật đang mê hoặc điên đảo. Tuy là mê hoặc điên đảo, bạn tạo nghiệp phải thọ báo, bạn ở trong địa ngục phải chịu vô lượng vô biên khổ sở. Tuy nhiên bạn vẫn là một vị phật cũng giống như bạn thấy ác mộng vậy tuy là bạn đang thấy ác mộng khổ không nói ra lời biết bạn nhất định sẽ tỉnh lại cho nên ánh mắt của phật xem thấy tất cả chúng sanh là phật tôn kính đối với tất cả chúng sanh nhất định không có phân biệt không có chấp trước cho nên chúng ta đối với tất cả người tất cả việc tất cả vật chỉ cần có phân biệt chỉ cần có chấp trước thì bạn cần phải biết đã mê rất nghiêm trọng rất là rất là nghiêm trọng bạn tạo nghiệp sẽ làm cho bạn đọa lạc bạn không có cách gì thoát khỏi sáu nẻo luân hồi làm thế nào để thoát khỏi luân hồi đây bạn đối với tất cả người sự vật tận khả năng Không nên chấp trước Không nên chấp trước nữa Quả như đối với tất cả người sự vật thế suốt thế gian Không còn chấp trước nữa Thì bạn siêu diệt sáu cõi luân hồi Sáu cõi không còn nữa Nếu như không phân biệt Mười pháp giới cũng không còn Đó là pháp giới bốn thánh Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Trong mười pháp giới các ngài còn có phân biệt các ngài không còn chấp trước có chấp trước có chút nào chấp trước bạn nhất định không thể ra khỏi sáu cõi vì chúng ta hà tất chấp trước làm gì chấp trước người khác không bị thiệt chính mình bị thiệt hại rất lớn phân biệt chấp trước đều là chính mình bị thiệt. Không có liên quan gì với người khác. Cho nên, tôi học Phật. Thực tế mà nói, gặp được duyên may. Vì thầy thứ nhất của tôi là Đại sư Chương Gia. Học Phật, tiếp xúc với người xuất đây là người thứ nhất ngày đầu tiên ngài dạy tôi nhìn thấu buông bỏ nhìn thấu buông bỏ chính là bí quyết tu hành chứng quả của tất cả chư phật buông bỏ giúp mình nhìn thấu nhìn thấu giúp mình buông bỏ buông bỏ vọng tưởng buông bỏ phân biệt buông bỏ chấp trước nhìn thấu là trí tuệ trí tuệ của bạn liền khai bạn liền thông đạt tường tận rõ ràng thông suốt tất cả các pháp là nhìn thấu cho nên nó là tương trợ lẫn nhau nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ buông bỏ giúp đỡ nhìn thấu từ sơ phát tâm đến quả như lai địa nếu như bạn không thể buông bỏ thì bạn không cách gì nhìn thấu hãy nói cách khác bạn không thể khai trí tuệ bạn học có nhiều thứ hơn nghiên cứu có nhiều hơn trong phật pháp gọi là thế trí biện thông thế trí biện thông là sở tri chướng bạn không thể buông bỏ là phiền não chướng hai chướng này nhất định là chướng ngại trí tuệ bát nhã của tự tánh bạn đức năng của tự tánh cho nên tu hành là tu cái gì đơn giản nhất then chốt nhất chính là buông bỏ nhìn thấu không cần phải tu buông bỏ bạn tự nhiên liền nhìn thấu vì vậy chính là tu cái buông bỏ ta phải buông bỏ không ngừng bồ tát di lặc đó là bố đại hòa thượng năm xưa còn ở đời Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở thời Nam Tống, cách giới hiện tại chúng ta khoảng 800 năm, cùng thời với Nhạc Phi. Xuất hiện ở Phụng Hóa, Chiết Giang, quê hương của Tổng thống tưởng. Đó là một nhân vật truyền kỳ. Không ai biết tên của ông cũng không ai biết gia thế của ông. Chỉ thấy một hòa thượng to mập như vậy, ngày ngày đi hóa duyên ở bên ngoài, trên lưng có một bao vải to. Cho nên người ta gọi ông là hòa thượng túi giải. Cao Tăng Truyền cũng ghi là hòa thượng túi giải, cũng không biết được gia thế quốc tịch và tinh thần của ông. Đều không ai biết. từng có người hỏi Phật Pháp với ông. Thịnh giáo với ông Phật Pháp là gì? Ông đem túi giải để xuống đất, duỗi hai tay ra. Một câu cũng không nói. Mọi người xem thấy đi là buông bỏ, là buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì làm sao? Ông giác túi giải lên rồi đi, không thèm để ý đến ai. ông biểu thị cái ý gì vậy? Buông xuống được, lấy lên được. Chính là trong Kinh Kim Cang đã nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Buông bỏ là ưng vô sở trụ. Lấy lên là nhi sanh kỳ tâm. Lấy lên cái gì vậy? Là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn giúp đỡ tất cả chúng sanh cổ nạn trong lòng chính mình không hề lưu lại một chút ấn tượng đó là chân thật buông bỏ cho nên buông bỏ các gì nhất định phải hiểu không phải buông bỏ công việc mà là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước không có vọng tưởng phân biệt chấp trước vì tất cả chúng sanh mà làm việc Công việc của bạn làm sẽ rất nhanh Công việc của bạn sẽ không có cực nhọc Vì sao vậy? Bạn đích thực Đã khế nhập Vào cảnh giới Không có ta Không có người Không có chúng sanh Không có thọ giả Một ngày bạn bận rộn đến 24 giờ Bạn có bị mệt không? Chúng ta sẽ bị mệt Vì sao vậy? Có ta Bạn đã làm rất nhiều việc tốt Tôi rất cực khổ, tôi rất bệnh. Nếu như không có ta, mấy móc kia đó không có ta. dừng hành một ngày 24 giờ, dần hành mấy mươi năm, không hề ngơi nghỉ. Vì sao được vậy? Không có ta, không có ta thì không có mệt mỏi, thì không có chán ngán. Không mệt, không ngán, là thật. Không có ta. Lần này cô... Dương Thục Phương Năm trước Đến Trường Xuân Thăm diễn Pháp Sư Thường Huệ Của Chùa Bách Quốc Hương Long Đến thăm ông Pháp Sư Thường Huệ Bốn năm rồi Không hề ngủ tinh tấn niệm Phật. Chỉ là một câu a di đà Phật. Ông đang bế qua bốn năm không hề ngủ. Sau khi nhìn thấy thật là phục sát đất, nói với tôi, Chùa Bách Quốc Hương Long có khoảng hai ba trăm người ở đó niệm Phật. Ngày đêm 24 giờ không hề gián đoạn là họ luân phi với nhau chỉ có một mình thường huệ pháp sư là 24 giờ không hề ngơi nghỉ bạn muốn hỏi làm thế nào mới có thể đến được cảnh giới này không có ta thì làm đến được có ta thì không thể được Một ngày ông ăn một bữa Không phải là người thông thường Có thể so sánh Ông cũng là phạm phu tu thành Vấn đề là phải thật làm Thật tu Chúng ta nói tu hành Tu cái gì? Tu phiền não Phiền não tập khí chưa dứt Việc không dự ý nho nhỏ Thì liền nổi giận Hợp với tâm mình Thì liền sanh tâm hoan hỷ Ngày ngày tu cái gì? Tu thất tình ngũ dục Việc này chính là trong Phật Pháp thường nói tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Cũng là tu hành. Tu sáu cõi. Không phải tu Bồ Tát Đạo. Tu sáu cõi, tu ba đường khởi tâm động niệm lời nói việc lạc, bạn xem trong mười pháp giới tương ương với pháp giới nào tương lai bạn nhất định đến pháp giới đó nó bày ra ngay trước mắt chúng ta mà kinh không thể không đọc đọc kinh ngay đến quỷ thần đều nhắc nhở chúng ta phải tùy văn nhập quán phải có thể khế nhập vào cảnh giới của kinh điển cái niệm này sẽ hữu dụng niệm rồi thì thế nào đem cái quan niệm của chính mình sửa đổi lại một biến chính là một biến huân tu hai biến chính là hai biến huân tu tại vì sao không thể sửa lại huân tu được quá ít không đủ Người chân thật có được thành tựu Có người đó Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xem Đều là rất giọng mãnh, tinh tấn Họ huân tập không hề gián đoạn Cho nên huân tập Thì có được sức định Họ có sức định rồi Cái sức định này của họ Có thể thay thế phiền não tập khí chính là cái sức định này có thể vượt qua được sức mạnh của phiền não tập khí chuyển đổi lại ngày nay chúng ta không thể chuyển đổi được phiền não tập khí vì sức khuân tu của chúng ta quá yếu kém không địch nổi phiền não tập khí như vậy không được gì cả chính là bởi vì một loại tình huống như vậy cho nên tu hành mới cần đến vô lượng kiếp. Nếu như có tiếng không lùi, khẳng định một đời thành tựu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, thiền tài đồng tử đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Một đời chứng được quả gì cứu cánh viên mãn. Bạn xem qua tham vọng của ông, Ông ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù Được căn bản trí Cái gì gọi là căn bản trí Nếu dùng thuật ngữ của tình độ chúng ta mà nói Buông bỏ tất cả thân tâm thế giới Đó gọi là căn bản trí Ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù Ông làm được cái điểm này sau đó ra ngoài tham phỏng bạn xem ông tham phỏng tỳ kheo kiết tương dân ông chứng được sơ trụ viên giáo sơ trụ năm mươi ba lần tham phỏng Mỗi lần tham phỏng một vị thiện tri thức, địa vị của ông được nâng lên thêm một bậc. Bạn xem ở Hải Dương, được vị trụ. Mãi lên đến Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền là lần tham phỏng thứ 53. Quả dị cưu cánh, một đời viên mạng thành công. Nguyên nhân gì vậy? Tùy gian nhập quán. Họ học một bộ kinh, thì liền vận dụng được toàn bộ bộ kinh đó. Ngày nay chúng ta học là học văn tự. Ý nghĩa cảnh giới bên trong thì hoàn toàn không liên quan gì với chúng ta. Chúng ta chịu thiệt ngay chỗ này. Cũng không hiểu được học tập. cho nên hy vọng đồng tu tình tông chúng ta phải nên rất cố gắng nỗ lực mà học tập lần này chúng ta ở căng sơn cái tổ mà tôi tham gia là giáo học tôn giáo hy vọng dùng giáo học tôn giáo để an định xã hội thế giới hòa bình ở trong hội nghị tôi đã nói một câu phạm phu có một Ý niệm sai lầm rất nghiêm trọng Chính là Người khác đều là sai Ta thì đúng Chỉ cần có cái ý niệm này tồn tại Xã hội vĩnh viễn sẽ không có an định Thế giới mãi mãi sẽ không có hòa bình Phải làm thế nào mới chân thật có được an định hòa bình phải chuyển đổi ý niệm này lại người khác đều là đúng ta là sai người khác sai rồi cũng là đúng ta đúng rồi cũng là sai bạn có thể đem ý niệm này chuyển đổi lại xã hội an định thế giới hòa bình bạn chính là bồ tát quan âm bạn đến thế giới này để cứu khổ cứu nạn nếu như bạn luôn nói mình đúng họ không đúng đó là ta đang tạo tội nghiệp ta ở thế giới này tự tạo ra phiền não tạo ra cạnh tranh Hôm đó hội trưởng vẫn là tổng cán sự Ông ghi lại lời tôi nói. Ông nói, lời nói này tuy là không dễ gì làm được, tôi vẫn là phải đem nó truyền đạt đến mọi người. Vì vậy, Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian là xả mình vì người. Không hề vì chính mình, tất cả vì chúng sanh, tất cả vì chánh pháp, cửu trụ không chịu hy sinh chính mình thì bạn hy sinh chúng sanh của chính pháp giới đạo lý là như vậy là bạn hy sinh hết tất cả mọi người bạn có thể hy sinh chính một mình bạn thì bạn cứu giúp cả chúng sanh chính pháp giới nếu bạn muốn tích lũy công đức thì bạn liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, không gì nào là không xả mình vì người. Không tìm ra một vị thánh hiền mà tự tư tự lợi bao gồm những người sáng tạo ra các tôn giáo trên thế giới. Bạn tìm mỹ mà quan sát xem. Vì thánh hiền nào mà tự tư tự lợi? Vì thánh hiền nào mà cởi tâm đồng niệm là vì chính mình chứ? Phạm thánh khác biệt chính ngày một niệm. Tôi xem thấy tối hôm nay chúng ta tụ hội ở nơi đây. Mọi người cố gắng hoạt động thăm viếng. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng, nghiên cứu của ông, đại khái cũng là tôi tính cho ông ấy phải đến 9 năm. Nước nó có thể nghe, nó có thể thấy, nó hiểu được ý nghĩ của người. Người có thiện ý, kết tinh của nó sẽ rất đẹp. Thường hay nói, tất cả Pháp do tâm hiện ra. Tâm có kiến văn giác tri. Tâm biến hiện ra vật chất cũng có kiến văn giác tri. Không chỉ người có kiến văn giác tri. Thực vật cũng có kiến văn giác tri. Khoáng vật cũng có kiến văn giác tri nó cùng là một tự tánh biến ra. Từ trong thực nghiệm của ông phát minh ra, tất cả dạng vật đều có kiến văn giác thì Cho nên, bạn có niệm thiện, thì cả vũ trụ này đều sẽ biến thành thiện. Bạn có niệm ác, mọi người đều đang tranh, đang đấu. Thế giới này liền biến thành địa ngục A Tỳ. Do đó, tất cả Pháp do tâm biến hiện ra thực nghiệm của ông đã chứng minh cho chúng ta đó là dùng khoa học để chứng thật lời trên kinh của Phật nói một tí cũng không sai ngày mai chúng ta đi quan sát xem tốt rồi cảm ơn mọi người A Di Đà Phật